Chào các bạn. Bài tiếp theo về các kiểu dữ liệu, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một kiểu, đó là kiểu by. Kiểu by là một kiểu dữ liệu trong đó là sẽ chứa các giá trị từ âm 128 đến 127. Thì kiểu by được sử dụng khi mà chúng ta muốn là lưu trữ các giá trị nhỏ và nó tiết kiệm được cái bộ nhớ so với các cái kiểu in hay là kiểu log. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một chương trình có tên là ví dụ kiểu by. Cũng giống như các bài trước thì mỗi một ví dụ thì chúng ta sẽ tạo ra một chương trình riêng để cho các bạn tiện để mà xem cũng như là chúng ta chạy lại chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái biến thuộc kiểu by. Ở đây mình sẽ đặt tên đó là test số. Các bạn chú ý là khi khai báo biến thì các bạn có thể khởi tạo một giá trị cho biến hoặc không. Thì ở trong này thì mình không khởi tạo giá trị cho biến, ở đây mình chỉ khai báo biến thôi. Sau đó trong câu lệnh bên dưới thì mình sẽ khởi tạo giá trị cho biến này là 124. Và một cái điều nữa mà các bạn chú ý là trong ngôn ngữ lập trình Java, để đánh dấu kết thúc một câu lệnh thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy là thể hiện kết thúc một câu lệnh ở trong chương trình. Và chúng ta cũng sẽ in ra giá trị của biến này. Sau khi làm xong thì các bạn cũng sẽ lưu lại và thực thi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là giá trị của biến đã được hiển thị ở trong cửa sổ output. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu by của ngôn ngữ lập trình Java. Chúc các bạn học tốt.